Xin chào mọi người, mình là Nhung. Rất vui khi chào mừng mọi người đến với series Thấu hiểu hệ gen làm chủ tương lai, tập đặc biệt 01. Ở mỗi tập, Genetica sẽ mời những gương mặt tài năng trẻ tiêu biểu có thể trải nghiệm đối với các gói giải mã gen G-Intel Adult là tiềm năng của bản thân và G-Pro là giải pháp toàn diện để các bạn có thể thông qua giải mã gen như một công cụ giải pháp mình hiểu hơn về bản thân sâu hơn. Từ đó thì cũng có thể biết được cái cách mà mình tỏa sáng, mình chia sẻ những trải nghiệm hoặc là những cái kinh nghiệm và cảm nhận thông qua các quá trình đi đến thành công của bản thân các bạn là như thế nào. Thì hôm nay rất vui khi đồng hành với chương trình của Genetica với tập 1 Hiểu mình, hiểu nghề, đó chính là bạn Lưu Thanh Huyền. Hiện nay bạn đang là đồng sáng lập và điều hành của hệ sinh thái hướng nghiệp trực tuyến Voco và VoCF. Ngoài ra thì Huyền còn đang là giám đốc nhân sự phụ trách mảng thu hút và phát triển tài năng trẻ ở khu vực Sabmina của công ty L'Oreal. Ok, thì một lần nữa xin chào, gửi lời chào tất cả các bạn đang xem chương trình của Genetica ha. Thì Huyền tên đầy đủ là Lưu Thanh Huyền và có biệt danh là chị Huyền Lưu Amon. Thì hiện nay như công việc là hồi nãy Nhung có chia sẻ thì Huyền đang phụ trách cho mảng thu hút và phát triển tài năng trẻ tại tập đoàn L'Oreal, khu vực Nam Á, Thái Bình Dương, Trung Đông và Bắc Phi, đó là khu vực của Sabmina. Thì Huyền đã đi theo nghề nhân sự, cũng thực ra vừa rồi là tròn 9 năm mình đi theo nghề nhân sự đến thời điểm này. Đó là đôi nét về bản thân Huyền. Và Huyền ơi, thì sau cái chặng đường vừa qua mà bạn chia sẻ là 9 năm làm việc trong lĩnh vực nhân sự, thì sau một chặng đường dài như vậy, bạn có những nhận xét hay là những suy nghĩ gì về con đường đã qua của mình không? Thực ra thì bản thân Huyền luôn cảm thấy hành trình vừa qua của mình nó giống như là mình được vui bước, nhảy múa với chính tài năng và chất riêng của mình, và từ đó nó giúp cho mình luôn luôn cảm thấy vui trong công việc, và cái giá trị công việc và kết quả công việc của mình làm ra thì vẫn luôn luôn rất là tốt và được mọi người ghi nhận. Trời ơi, rất là tâm đắc với chia sẻ của Huyền, vì giống như là mình làm những gì mình thích, mình yêu những gì mình thích và mình phát triển bản thân của mình theo hướng mà mình mong muốn luôn. Thì đó là một cái điều rất là hay. Rồi, thì không để mọi người chờ lâu, mình đi đến vào phần chính của ngày hôm nay nhé. Đầu tiên thì Huyền cho Nhung hỏi á, là cơ duyên nào để Huyền sáng lập hệ sinh thái hướng nghiệp trực tuyến Huyền ha? Nói về câu chuyện sáng lập ra hệ sinh thái hướng nghiệp trực tuyến bao gồm VOCF đầu tiên và sau đó là Voco. Thì sẽ nói đây là Huyền bắt đầu có ý tưởng là từ cuối những năm 2018. Thì lúc này là Huyền đã đi làm được khoảng 5 năm rồi. Thì Huyền bắt đầu đi làm từ 2013. Thì sau 5 năm đi làm của mình bắt đầu có kinh nghiệm và mình có những cái nhìn nhận của mình về những vấn đề trong nguồn lực, nguồn nhân lực, từ phía nguồn nhân lực trên thị trường và cái vấn đề của doanh nghiệp đang có. Nói về nguồn nhân lực thì chúng ta nói công ty sẽ có gặp phải vấn đề làm thế nào để thu hút được những người phù hợp nhất về công ty của mình. Nhưng mà sau khi thu hút xong thì làm thế nào để giữ chân được những người phù hợp đó với mình để một cái đường phát triển lâu dài. Thì tại vì mình không thể nào nó phát triển mà mình ở một công ty có 1-2 năm thôi, mình cứ đổi liên tục thì không thể nào phát triển được. Và cái đó vừa đối với cá nhân nó cũng là một sự thất thoát, mà đối với công ty cũng là cái sự thất thoát trong đầu tư về nguồn nhân lực. Thì khi mình nhìn vào đó mình nói là một trong những nguyên nhân mà Huyền nghĩ là khiến các bạn nhảy việc quá sớm là bởi vì cái thời điểm mà các bạn đưa ra quyết định chọn công việc đầu tiên của mình á, các bạn hoặc là chưa đủ hiểu mình, hoặc chưa đủ hiểu nghề, hoặc là chưa đủ thông tin để mình biết là cái nghề đó thực sự có phải là một cái nghề mình mong muốn làm hay không. Mà các bạn đưa ra cái lựa chọn đó thường là có cái nào tới thì mình làm cái đó, hoặc là với một cái tâm thế rất là thử trước thôi, và dẫn đến cái việc là đã thử rồi thì trong một khoảng thời gian rất là ngắn các bạn sẽ quyết định thử cái khác. Và cái đó nó tạo ra một cái nguồn, đối với Huyền thì nó là một cái sự phí vừa thời gian của các bạn, làm cho các bạn phát triển chậm hơn, đồng thời là công ty cũng bị gọi như là bị tổn thất một cái nguồn lực đầu tư và các nguồn nhân lực của mình. Thì đó là cái mà tức là cái vấn đề mà Huyền nhìn thấy và Huyền rất là mong muốn giải quyết nó. Thì bây giờ làm cái gì? Vậy đó, mình đến vấn đề là làm thế nào để giúp cho các bạn hiểu thông tin về công ty, nghề nghiệp và văn hóa tốt hơn một cách chính xác nhất. Thì đó là lý do VOCF ra đời. VOCF là đơn vị tổ chức hội chợ trực tuyến hướng nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Huyền sáng lập ra VOCF bởi vì thực tế là các công ty hiện nay lúc tại thời điểm đó thì vẫn đến các trường đại học để làm career fair rồi làm những cái buổi hướng nghiệp, nhưng mà thực tế là Huyền cảm thấy nó chưa có quá gọi như là năng suất và hiệu quả. Lý do là bởi vì trong một khoảng thời gian quá ngắn rất nhiều công ty cùng đến và các bạn sẽ bị rất là nhiều những cái sự phân tán, bởi vì có âm nhạc này, là có trò chơi game show này, có rất 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 là nhiều mọi thứ, thì sẽ không có tập trung thực sự lấy được những cái thông tin
về công ty, về tính chất nghề nghiệp như thế nào để xem nó phù hợp với mình hay không. Thì đó là lý do Huyền sáng lập, Huyền thử làm một cái sự kiện là mình làm hoàn toàn bằng trực tuyến để mà có dành nhiều thời gian tập trung hơn vào nội dung chia sẻ cho các bạn về tính chất công việc. Và điều thứ hai nữa là nếu nhìn vào thực tế là hiện nay các bạn học sinh sinh viên mà ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là những bạn có cơ hội tiếp cận đến những thông tin về công ty ngành nghề nhiều hơn. Còn tất cả những tỉnh thành khác thì thực sự rất là ít. Cho nên khi Huyền làm hướng nghiệp thì Huyền cũng muốn làm thế nào để mà thông tin nó đến được nhiều nơi hơn. Thì đó là vì sao VOCF ra đời, đó là làm thế nào để mang thông tin về ngành nghề một cách chính xác nhất, trực tiếp từ các công ty đến tất cả các bạn sinh viên, không chỉ là ở Hồ Chí Minh, Hà Nội mà còn ở tất cả các tỉnh thành khác trên cả nước, để mà các bạn hiểu rõ hơn về cơ hội mà mình có. Thì cái thứ hai là sau khi mà có VOCF và vào năm 2019 thì một năm sau thì bắt đầu sáng lập thêm Voco. Nhưng mà Voco tiền thân của nó là một cái dự án có tên đơn giản là dự án 10.000 bởi Huyền Lu Amon. Thì Voco từ đầu nó ra đời bởi vì Huyền mong muốn là nếu như mà đợi đến năm 4 khi các bạn ra trường rồi mới đưa các bạn thông tin để mà hiểu về nghề và ngành và công ty thì nó sẽ khá là mục. Cho nên là cái việc mà bên cạnh hiểu nghề đúng không, mình còn phải hiểu mình nữa, để mà đến cái thời điểm mà mình ra quyết định là mình sẽ có đầy đủ thông tin và mình biết cách nữa cơ. Không chỉ là mình hiểu mình là gì, mình còn phải biết cách là làm thế nào để mình chọn Voco, hay là cái dự án 10.000 của Huyền đầu tiên. Đơn giản là Huyền chia sẻ chính những cái trải nghiệm cá nhân, cách mà Huyền đã nhìn nhận ra cái tiềm năng của Huyền, con đường Huyền đi như thế nào, và một số cái năng lực để các bạn ứng tuyển, nghĩa là các bạn có thể thể hiện được những cái tiềm năng của mình tốt nhất trong cái quy trình ứng tuyển đó. Thì sau này 2019 thì nó là dự án 10.000, 2020 thì nó được đổi tên thành Voco và nó phát triển đến bây giờ. Thì Huyền rất là hy vọng là càng ngày càng nhiều, hoặc là 100% thế hệ trẻ các bạn đều có thể tìm được cái con đường đi riêng của mình như vậy. Qua cái câu chuyện mà Huyền nói thì Nhung thấy được là cái tầm quan trọng của việc hiểu mình và hiểu nghề là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái định hướng nghề nghiệp của mình. Và ở đây Huyền diễn tả thì bạn không phải là một ngôi sao nữa, mà Nhung thấy giống như bạn là một người truyền lửa, truyền động lực. Bạn truyền những cái kinh nghiệm bạn biết ở cái 10.000 của Huyền Amon, và sau đó bạn tới tiếp tục với lại Voco để mọi người có thể lan rộng thêm cái năng lượng này đến với mọi người, để các bạn trẻ có thể biết nhiều hơn về quá trình hiểu rõ về bản thân mình, sau đó thì lại hiểu về nghề nghiệp. Đó là cái sự tương tác. Và để mà làm được cái điều này á, thì Huyền cho Nhung hỏi ha, mình định hướng bản thân ngay từ những cái năm 20 như thế nào, và bạn có nhận ra được cái tiềm năng của bạn ngay từ những cái đầu mới chớm như vậy, ngay từ những cái lúc đầu hay không? Ok, thực ra thì Huyền nghĩ là hồi đó năm mình 20 là 10 năm trước thì mình không có quá nhiều những cái thông tin như bây giờ đâu. Thì Huyền luôn nói là cách, hoặc là do của một cái gọi là cái phong cách học tập. Phong cách học tập của Huyền thì là học bằng thực hành là nhiều hơn. Cho nên đối với Huyền, để mà hành trình để mình nhận ra được là mình thích làm cái gì và mình nói là tiềm năng của mình ở đâu, thực sự nó thông qua cái việc là mình thử rất là nhiều. Thử cực kỳ nhiều luôn. Thì học đại học thì Huyền học mà cái bằng tốt nghiệp của Huyền là cử nhân thương mại, chuyên ngành kế toán. Lý do học bằng đó đơn giản là bởi vì bố mẹ thì bảo ngày xưa đó là phi thương bất phú. Nếu như mà muốn có một cuộc sống ổn định và sung túc thì phải đi làm kinh tế. Cho nên là mình học về môn chuyên ngành kinh tế. Nhưng mà vào kinh tế xong thì khi mà mình học ấy đó xong thì mình thấy là đến khúc mà cuối là mình nhận ra là mình cái mà mình thực sự muốn thì không phải là làm kinh doanh. Thực sự là Huyền đã thử rất nhiều vị trí và công việc nha, từ cộng tác viên, làm không lương, câu lạc bộ, ABCD các thể loại, đi từ nghệ thuật đến kinh tế đến phi lợi nhuận đến tất tần tật. Bởi vì mình đã thử rất nhiều công việc, đi sale, đi bán hàng, đi này kia rồi, và mình thấy là làm được hay không làm được, nhưng mà có thích không, có cảm thấy không mệt mỏi không thì mệt, làm xong về mệt. Thì cái của mình nó không phải là cái hướng mà mình đi. Thì mình mới nhận ra là có một cái công việc mà mình làm mình không thấy chán, là một, mình có thể làm liên tục, và dù cho mình có đi học ở trường cả ngày xong buổi tối đó mình đi làm, chỉ cần lúc mà mình gặp được những người mà mình sẽ làm việc với là mình có cái nguồn năng lượng trở lại, và mình tự nhiên thấy mình gọi là mình máu lên trở lại. Thì thực ra đó lại là một công việc gọi là gia sư riêng mà Huyền gia sư cho các bạn học sinh nước ngoài từ cấp 1 đến cấp 3. Và cái thực ra mình mà cái mà nó mang lại cho mình cái niềm vui không phải là lúc mình ngồi mình dạy cho các bạn, mà cái khoảnh khắc mà mình thấy các bạn hiểu ra vấn đề theo cách mình nói, tại vì mỗi bạn có một cái cách tư duy khác nhau, khi mà mình tìm được cách để mà mình giúp cho các bạn hiểu được vấn đề theo cái khả năng nhìn nhận của các bạn thì mình cảm thấy rất là vui. Và mình vui hơn là khi mà mình bên cạnh việc chia sẻ hay là phụ đạo về môn học chính thì mình cũng hay nói chuyện về trường lớp là làm thế nào để mà các bạn có thể có một cái khoảng thời gian ở trường vui hơn. Sau đó khi mà các bạn về các bạn chia sẻ là các bạn cảm thấy mỗi ngày các bạn tự tin hơn, thì đó là cái khoảng thời gian mình cảm thấy là
cái này là cái mà mình rất là thích. Khi mà mình nói chuyện với các bạn, giúp các bạn nhìn ra được cái điểm mạnh điểm yếu của bản thân, nghĩ ra cách để giúp cho các bạn coi như là thể hiện được cái khả năng đó của mình, thì mình nói đây thật sự là cái mà mình muốn đi làm nhiều hơn. Và lúc đó là Huyền định hướng là về cái phát triển con người. Thật ra đó, cái độ tuổi 20 là Huyền nghĩ là Huyền đã nhận ra được một số cái tiềm năng của mình, bởi vì thật ra là Huyền đã trải nghiệm rất là nhiều và cũng được nghe những cái sự phản hồi là ví dụ như mình có khả năng thuyết trình rất là tốt, khả năng nói chuyện rất là tốt và khả năng lắng nghe tư vấn. Mọi người hay đến với mình gặp tìm tư vấn lắm. Cho nên là bảo hồi đó là đã nhìn ra được một vài cái tiềm năng của mình thông qua việc là mình làm toàn bộ những cái khoảng thời gian mà mình làm, mình hoạt động đó và mình chiêm nghiệm lại. Lớn lên thì mình chiêm nghiệm, thì bắt đầu mình có một số cái gọi là talent, những cái năng khiếu bẩm sinh nhất định. Là mình biết được những cái năng khiếu rất là từ rất là nhỏ, sau rồi mình cũng đi theo cái con đường đó. Và ở đây thông qua cái công việc gia sư thì Nhung thấy rõ ràng là Huyền không phải là chỉ nói chia sẻ với các bạn về mặt kiến thức, mình còn khai phá luôn tiềm năng giùm các bạn, còn thậm chí nghe các bạn chia sẻ là về mặt tinh thần nữa. Còn tìm thế nào mà được một người gia sư như thế này, bởi vì hồi đó được bút dữ lắm. Là bây giờ mình lại tiếp tục, mình là một người thầy lớn hơn, mình chia sẻ cái thông tin này với mọi người thông qua Vico và VOCF. Thì đây là một cái điều rất là tốt, và hy vọng là về sau nếu được thì cũng có thể góp một phần sức lực nhỏ để có thể hỗ trợ với mình trong cái cộng đồng này và hướng tới cái năng lượng tích cực cho các bạn trẻ. Cảm ơn Nhung rất nhiều. Thì nói tới bên đây thì Nhung cũng hiểu được là Voco là mình sẽ giúp cho các bạn trẻ hiểu rõ về bản thân của mình. Còn VOCF là sẽ giúp cho hiểu về cái nghề nghiệp đó như thế nào. Thì đối với Huyền á, Huyền nghĩ giữa hiểu nghề và hiểu về bản thân mình thì cái nào sẽ quan trọng hơn, và làm như thế nào để mình phát triển được hai cái kỹ năng này? Huyền nghĩ là cái nào cũng quan trọng như nhau, nhưng mà nếu xếp theo thứ tự ưu tiên là mình phải biết cái gì trước cái gì thì đầu tiên phải là hiểu mình trước, rồi sau đó mới đến hiểu nghề. Và thực tế hiện nay là các bạn trẻ đi ngược, là các bạn toàn là đi tìm hiểu, ngồi tham dự rất là nhiều những cái thông tin từ các công ty, nhưng mà khi hỏi lại vậy thì thật sự em thích gì, em muốn gì thì không biết. Và Huyền đã đi làm rất là nhiều những cái webinar, thậm chí là trực tiếp những cái buổi hội thảo, và Huyền mời tất cả các bạn đứng lên và Huyền chỉ hỏi đơn giản là ở đây bao nhiêu bạn đã biết mình thích gì, mình muốn gì, biết mình sẽ làm gì, thì hai câu đầu tiên thôi là đã không trả lời được rồi. Thì đã không trả lời được hai câu đầu thì rất là khó trả lời hai câu sau. Nhưng mà các bạn lại thường hay là mình thích đi tắt, các bạn trẻ vì thích là thích đi tắt, toàn là đi tìm hiểu nghề này nghề kia, xong mà hỏi là làm nghề này thì sao. Nhưng mà nó làm nghề nào, đối với Huyền thì làm nghề nào cũng sẽ giàu. Bây giờ vào cái thời buổi của mình đó là làm cái gì cũng ra tiền hết, làm cái gì cũng giàu được hết. Nhưng cái quan trọng là mình muốn làm cái gì thì mình mới làm được một công việc đó bền vững và mình mới thấy vui công việc đó được. Cho nên nếu theo thứ tự ưu tiên thì sẽ là phải hiểu mình trước, rồi sau đó mình mới hiểu nghề sau. Còn quan trọng thì sẽ hai như nhau. Làm thế nào để mình phát triển được hai cái này? Chuyện thứ nhất, đương nhiên hiểu mình là mình nên bên cạnh mình, hoặc là mình có thể chiêm nghiệm lại trên những cái trải nghiệm của Huyền, của mình, giống như nãy Huyền chia sẻ. Hoặc cái thứ hai đó mà mình cũng không biết gì bắt đầu bằng việc chiêm nghiệm đó, thì mình có thể làm dùng những cái công cụ kiểm tra tính cách, hoặc là mình sẽ có rất là nhiều những cái bản mình gọi là dễ tiếp cận và dễ làm trên mạng, bản câu hỏi như MBTI hay là Enneagram, hay là Huyền còn hay dùng cái là StrengthsFinder, hay là mình làm đến những cái bộ gọi là nó có căn cơ sở khoa học hơn, ví dụ như là phân tích giải mã gen hay là sinh trắc học dấu vân tay. Thì đó là những cái mà mình có thể làm để mà mình có một cái bộ công cụ có sẵn để giúp mình tự nhìn nhận lại bản thân tốt hơn. Còn cái phần mà hiểu nghề thì đơn giản thôi là đi nghe, đi nói chuyện với các anh chị đi làm nghề đó, hoặc là mình đưa vào những cái chương trình trải nghiệm với công ty hay là với nghề, thì đó là cách để mình có thể hiểu được bản thân và sau đó là hiểu nghề. Có nghĩa là hai cái thì cái nào cũng đều quan trọng như nhau, nhưng mà cái ưu tiên trước là mình phải biết được cái giá trị của bản thân mình như thế nào, và cái đam mê của mình ở đâu. Thì mình hiểu cái đam mê của mình và sau đó mình tìm được cái công việc phù hợp với cái đam mê, thì mình sống với đam mê và mình làm với đam mê luôn ha bạn ha. Thực ra câu chuyện đó mình nói là thật ra rất là nhiều bạn bây giờ khi mà mình nói là mình tìm được thứ mình đam mê xong mình đi theo, các bạn sẽ nói nhưng mà em không có đam mê gì hết, mãi em vẫn không thấy đam mê của em nhận sao giờ. Thì mình sẽ nói là thực ra đầu tiên là mình hiểu mình, ở đây là mình hiểu những cái tiềm năng, những cái thế mạnh, những cái năng khiếu của mình. Tại vì mỗi người sinh ra đều có một cái bộ năng khiếu rất là riêng nha. Và cái một trong những vấn đề khiến các bạn bây giờ rất là kiểu bị thế hệ lo âu á, Gen Z bị gọi là thế hệ lo âu á, là các bạn thường không có nhìn, các bạn thường nhìn vào những điểm yếu của mình nhiều hơn là nhìn điểm mạnh. Những cái năng khiếu của mình thì mình không để ý, mà mình cứ nhìn là mình có rất là nhiều khiếm khuyết, rồi mình không làm được việc A, không làm được việc B, dẫn đến các bạn cực kỳ lo lắng cho tương lai của mình. Còn cái thứ hai á, là thực ra đam mê á, đam mê là thứ mà mình chiêm nghiệm lại được sau khi mình làm một cái, giống như Huyền nói, Huyền làm một cái việc gì đó đến 2-3 năm và Huyền cảm thấy Huyền không chán,
Huyền mới nhận ra đó là đam mê của mình. Chứ không có phải một ngày đẹp trời nào đó mình nhận ra, ồ hôm nay tôi nhận ra được đam mê của tôi là thích vẽ, hay là ồ một ngày nào đó tôi nhận ra đam mê của tôi là đi ca hát hay làm kinh doanh. Không, không có ai nói cho mình và cũng không có cách nào mình tự nhiên nhận ra, chỉ có đi trải nghiệm thôi. Cho nên đừng nghĩ là mình tìm thấy đam mê rồi mình mới làm hết, phải không? Huyền nói là để tìm được đam mê của mình thì bất kỳ công việc gì mình có cơ hội được làm, tất cả những hoạt động gì mình được làm thì hãy làm nó một cách đam mê nhất. Nếu bạn nói một người đam mê là một người như thế nào, một người đam mê là một người họ làm liên tục cho công việc của mình, họ luôn luôn hết mức năng lượng, họ luôn luôn thể hiện tích cực trong công việc đó, thì bạn nên làm cái công việc mà mình có cơ hội được làm á, tức là mang đam mê vào làm bất kỳ cái thứ mà mình được làm. Sau đó chiêm nghiệm lại thì bạn mới sẽ tìm được đam mê, chứ không có ai tự nhiên xuất hiện, ồ tôi biết đam mê của tôi là gì rồi, thì không có. Rất là chính xác, rất là chí lý luôn. Rõ ràng đó là mình sẽ làm biết tiềm năng, thế mạnh của mình ở đâu, và mình đem cái thế mạnh đó 100% vào cái công việc mình đang làm. Thì từ đó, sau một cái khoảng thời gian chiêm nghiệm thì mình sẽ rút ra được bản thân mình thích gì, mình đam mê như thế nào. Tiếp theo tới một câu hỏi hơi là khó nha. Là thường là khi mà mình đi làm thì luôn luôn sẽ có gặp những cái vấn đề như là khó khăn. Có thể là từ bên trong của mình cảm thấy mình mệt mỏi, hay là từ bên ngoài, từ áp lực, từ căng thẳng, từ sếp, từ gia đình. Thì lúc này sẽ có những cái kỹ năng nào để mà mình có thể vượt qua, mình có thể bước tiếp trên cái con đường mình đã chọn không? Thật ra cái câu này Huyền cũng rất là hay được các bạn hỏi. Thì câu nói chị Huyền ơi, chị làm nhiều như vậy có bao giờ chị cảm thấy bế tắc bất lực xong rồi không muốn làm gì nữa không? Thì thật ra mà nói thì là con người chúng ta luôn luôn có những lúc up and down, mood của mình nó swing. Mình sẽ có những lúc rất là gọi là cao trào, rất là passionate, nhưng mà sẽ rất mình cảm thấy là mệt mỏi. Thì chuyện đó là chuyện là ai cũng có. Cho nên Huyền nghĩ là cái tip đầu tiên á là mình đừng cảm thấy mình thất bại, mình là loser hay là mình tệ quá khi mà mình có những cảm giác đó. Bởi vì chuyện đó là chuyện rất là đương nhiên mà mình sẽ có. Hay nếu như các bạn trải nghiệm những chuyện đó thì là ok, ai cũng sẽ gặp những chuyện đó thôi. Nhưng cái quan trọng là cái gì giúp cho mình vượt qua được những cái khoảng thời gian đó. Vậy thì tại cái thời điểm đó, cách để mình vượt qua và mình có cái động lực để đi tiếp, thực ra nó quay lại là cái động lực tự thân của mình. Ngày xưa lý do vì sao chúng ta đã bắt đầu chuyện đó, và đây là lý do vì sao Huyền nói quay lại, nếu mình đang nói trong cái lĩnh vực là hiểu mình và hiểu nghề và phát triển sự nghiệp đi, thì có rất nhiều bạn không vượt qua được những cái trở ngại hoặc là những cái khoảnh khắc nó trầm, nó những cái nốt trầm đó, và các bạn đổi job, đổi công ty, đổi việc. Thì đa phần Huyền sẽ cảm thấy đó là bởi vì cái ngày xưa khi các bạn bắt đầu á, cái lý do nó chưa đủ mạnh. Đó, cái lý do đó là tại vì em có cái cơ hội này, may quá em làm, và tại vì công việc này lương cao, bây giờ thôi, bây giờ việc nào cũng có tiền thì thôi em đi làm khác. Tức là cái lý do từ ban đầu nó không đủ mạnh, nó không đủ rõ ràng, cho nên là mỗi lúc mà mình bị xuống mút như vậy á, và mình để ra một cái câu hỏi là tại sao tôi lại phải làm công việc này, thì mình cái câu trả lời của mình không có đủ mạnh. Còn bản thân Huyền thì Huyền luôn có cách để Huyền gọi là khi mình bắt đầu thì mình cần phải có một cái lý do, mình phải có nhiều lý do khác nhau, và mình phải cuối cùng là tại sao là cái lý do lớn nhất. Ví dụ như thực ra trong suốt 9 năm của Huyền, thậm chí là những 3 năm đầu đời đi làm, là những lúc mà làm coi như là có thể là làm 12 tiếng hoặc là hơn 12 tiếng một ngày liên tục, và có những lúc đâu phải là lúc nào công việc của mình cũng làm ra tốt, và chưa kể làm nhân sự thì sẽ có những cái công việc mà có thể nó rất là stress, làm về cực là căng thẳng, và mình cảm thấy mình là một con người kiểu rất là thương người nữa, mình làm những công việc mà liên quan đến tái cơ cấu tổ chức này kia thì mình sẽ cảm thấy rất là căng thẳng. Nhưng mà cái quay lại là thỏa là tại sao mình phải làm việc này, tại sao mình làm này, thì cuối cùng mình luôn tự trả lời được là mình chọn làm công việc này bởi vì mình muốn mang đến một cái sự giá trị nào đó, và chỉ có mình mới trả lời được thôi. Và chuyện đương nhiên là không có cái gì nó là dễ dàng hết. Sự lớn lên là một quá trình cực kỳ đau đớn. Nếu như là thực sự người ta nói cái câu là growing is a painful process, sự lớn lên, sự trưởng thành đó là một quá trình đau đớn. Vậy thì nếu như mình đã biết là mình đang lớn, mình đang trưởng thành, thì cái đây là cái thứ mà mình cần phải vượt qua, thì nó tạo ra cho mình một cái động lực. Và cuối cùng thật ra Huyền nghĩ là cái bản thân Huyền, cách để mà mình tạo động lực qua những cái phần đó, nhất là đây là lựa chọn do mình quyết định chứ không phải ai khác quyết định, cho nên mình phải có trách nhiệm với cái sự lựa chọn đó của mình để mà mình đi tiếp, nếu như mà mình có thực sự có một cái lý do động lực ban đầu nó rõ ràng, chứ không phải là đời đẩy đi đâu em theo đó, thì cái lúc mà đời tạt em một cái thì em cũng không biết là phải đứng dậy như thế nào. Thì đại khái là mình sẽ phải biết được sức mạnh nội tại của bản thân của mình, động lực của mình là gì, cái câu hỏi là động lực của mình là gì, đúng rồi, tại sao mình làm việc này, thì mình tiếp tục để mà mình tạo lại cho bản thân của mình cái động lực để mình tiếp tục mình cố gắng. Và phải nhớ là
trưởng thành và lớn lên là một quá trình đau đớn, phải có thất bại, phải có những cái lúc mà nó tụt mút như vậy, nó mới là mình đang trưởng thành, mình đang lớn lên, mình mới đang phát triển. Chứ còn mà mình cứ bình, mình cứ thu vui, mình cứ thoải mái hoài là mình đang không hề lớn. Đó, cho nên nếu bạn muốn lớn thì bạn phải chấp nhận cái chuyện là chúng ta sẽ trải qua những cái khoảnh khắc như vậy. Và tất nhiên là những cái khoảnh khắc như vậy thì giống như mình nói sẽ là up and down trong cuộc sống của mình. Thì ngoài cái việc mà mình định hình lại bản thân, mình hỏi lại bản thân là à mình muốn gì, cái động lực của mình ra sao, thì sẽ có những cái tip nào đó xoa dịu thêm cho bản thân của mình, giống như mình ép năm lại tinh thần của mình ấy. Thì ngoài đó Huyền có thể chia sẻ thêm một số lời khuyên với mọi người được không? À, thật ra hồi còn trẻ thì hoặc là do tính của mình cha sinh mẹ đẻ ra thì tính của mình thực ra cũng hơi vô tư, Huyền rất là vô tư, và mọi người cũng hay là không hiểu làm sao mà nó có thể vô tư và tích cực như vậy trong mọi hoàn cảnh. Thì Huyền nghĩ là cái chuyện đầu tiên đó mà gọi là bài học tiếp của Huyền là Huyền sẽ không quá đặt nặng vấn đề xảy ra, và mình nói ok, cái gì mình cũng có thể sửa được, nếu như thực sự mình còn muốn sửa thì mình sẽ sửa được chuyện đó. Cho nên là mình đã làm không được rồi thì mình tiếp tục mình làm tiếp, đến khi nào nó được thì thôi, là một cho cách để bớt lo hay là bớt tiêu cực đi. Cách thứ hai mà mình thường là F5 là khi mà mình thực sự đang rất là stress hay là mình thực sự đang cảm thấy ở tụt mút như vậy thì tụi bản thân coi cái gì mình làm sẽ khiến cho mình cảm thấy thoải mái nhất. Huyền ngày xưa là đi ngủ. Bây giờ là đi nhảy. Tức là mỗi giai đoạn khác nhau, mỗi người sẽ có một cái cách để refresh bản thân khác nhau. Thì khi mà mình đang bị coi như là tinh thần của mình không tốt thì nên cho mình bản thân một cái khoảng thời gian nhất định để mà mình refresh lại, mình có thể coi như là làm tươi mới lại cái tinh thần của mình, và tiếp nhận thêm nhiều cái suy nghĩ tích cực. Nếu như bản thân mình không phải là một người tự nhiên suy nghĩ tích cực thì mình nên chơi với những người có suy nghĩ tích cực để giúp cho họ, để người ta cho mình thêm nhiều cái góc nhìn. Còn Huyền thì thực ra căn bản là Huyền là một người khá là tích cực, cho nên là Huyền chỉ tiếp tục, nhưng mà đôi khi mình vẫn muốn nghe những người xung quanh để nói kinh nghiệm như thế nào thì mình tự mình tiếp thêm cái sự tích cực đó cho mình. Và tiếp theo đó là một câu hỏi mà các bạn trẻ hiện nay cũng có thể rất là quan tâm, là sau khi vừa ra trường thì các bạn nên chọn thử nhiều hay là đào tạo chuyên sâu, hay là lúc này những cái lời offer từ các công ty nhỏ hay công ty lớn sẽ là cái mà các bạn hướng đến. Có thể mời Huyền chia sẻ thêm với các bạn được không? Ok, câu hỏi này một câu mà chắc làm được cả talk show đó. Nhưng mà để Huyền làm cho nó ngắn gọn ha, thì Huyền nghĩ là hai câu hỏi. Thứ nhất là đi thử nhiều hay là chuyên sâu, đúng không? Và thực ra hồi nãy Nhung có một câu là sau khi ra trường thì nên thử nhiều hay chuyên sâu. Nếu như là sau khi ra trường thì mình sẽ kêu là đi chuyên sâu. Nhưng cái vấn đề là trước khi đi chuyên sâu thì các bạn phải thử nhiều trước. Tại vì các bạn cứ hình dung đi, thực tế hiện nay là 70% sinh viên ra trường đều làm trái ngành. Tỷ lệ các bạn nhảy việc trong vòng 1 năm đầu tiên rất cao. Cao đến mức mà các công ty chóng mặt và cảm thấy nó là một vấn nạn luôn á. Đó là bởi vì các bạn đang mang tâm lý thử. Nhưng mà thực ra cái thời điểm các bạn thử không phải là lúc các bạn ra trường, bởi vì cái thời điểm đó là bạn đã hoàn thành chương trình học tập và các bạn đã sẵn sàng gia nhập chính thức vào đội ngũ lực lượng lao động. Vậy thì cái thử nhiều ở đây nó nên được thử nhiều trước khi các bạn ra trường, ngay từ khi các bạn mới vô năm 1, hay thậm chí có những bạn bây giờ mà chuẩn bị tốt đó, là mới lớp cấp 3, lớp 12 các bạn đã bắt đầu thử rồi. Ha, cho nên là thử nhiều hay chuyên sâu thì đầu tiên chúng ta phải thử nhiều để nhận ra được cái gì mình thích, cái gì mình mặn, cái gì mình có đam mê. Nếu may mắn mình tìm ra được đam mê của mình thì tuyệt vời quá. Còn nếu như chưa tìm được đam mê thì ít nhất cũng phải nhận ra là cái gì là mình làm một cách dễ dàng, đó là thế mạnh tiềm năng của mình, để mà mình chọn được cái hướng là mình sẽ chuyên sâu vào cái nào. Tại vì các bạn hãy nhớ là thà thử nhiều và nhanh, sau đó chọn được cái mà mình cảm thấy có coi như là có tiềm năng nhất để mình đi chuyên sâu thì thời gian nó mới không bị phí. Còn nếu như bạn vô chưa thử gì hết mà vì những cái yếu tố khách quan nào đó mình chọn mình đi chuyên sâu một cái, đi nửa đường rồi thấy mình không hợp nữa, thì thật ra Việt Nam của mình kiểu là lỡ rồi thì đi cho nó hết, xong mà trong lúc đi đó thì mình làm mấy cái lung tung lên ha, thì thật sự nó mất rất là nhiều công sức, thời gian, tiền bạc của chính cá nhân chúng ta. Cho nên Huyền thì nói là các bạn cần phải thử nhiều trước rồi đi chuyên sâu, nhưng thử nhiều là trước khi ra trường, còn sau khi ra trường thì cố gắng cái công việc chính thức đầu tiên của mình đã là công việc mình biết là đây là công việc mình muốn theo đuổi, và mình lựa chọn công việc đó để mình phát triển chứ không phải là để mình thử nữa. Thì đó là một cái tâm lý mà các bạn sẽ cần phải chia sẻ, cần phải lưu ý. Câu thứ hai là cái công ty nhỏ hay công ty to, Huyền sẽ nói là tùy duyên và tùy tâm. Tại sao gọi là tùy duyên và tùy tâm? Tùy tâm ở đây á là thực sự nó không có một cái công thức chung là bạn nên đi công ty start up, công ty nhỏ rồi sau đó lên công ty to sẽ thành công hơn, hay là bạn lên mới bước đầu vào các bạn nên đi tập đoàn đa quốc gia để học được hệ thống máy móc này kia. Thực ra bất kỳ công ty nào với quy mô nào đều có những cái hay và những cái để học, nhưng mỗi mô hình công ty nó sẽ phù hợp với một cơ số
kiểu như tính cách khác nhau. Tại sao có những người làm startup xong không thể nào qua được MNC, hoặc có những người làm MNC là các tập đoàn đa quốc gia xong về startup cảm thấy rất là khó khăn? Thì đó là mình nói là tùy tâm. Ở đây là mình hiểu bản thân mình và mình hiểu được là cái tính cách của mình nó sẽ phù hợp với môi trường như thế nào. Lại làm sao biết được? Thì mình phải hiểu cái môi trường đó, mình có được những cái trải nghiệm nhẹ, chưa phải là đi làm chính thức. Mình tham gia câu lạc bộ mà câu lạc bộ đó làm một cái dự án gì đó với một công ty, cả công ty nhỏ hay là công ty lớn, thì mình cũng một phần mình trải nghiệm được. Và thật ra điều tốt bây giờ là bởi vì thị trường lao động nó khá là cạnh tranh và các công ty cũng rất chịu khó tạo ra những cái chương trình cho các bạn trải nghiệm văn hóa của công ty thông qua việc gặp người các anh chị đang đi làm, gặp các quản lý lãnh đạo, hay là các chương trình trải nghiệm thực tế một ngày đến công ty tham quan văn phòng chẳng hạn. Thì đó là cách để các bạn, cho nên đó là tùy tâm. Ở đây là các bạn, mỗi người sẽ có một cái môi trường phù hợp khác nhau, nó không có một cái công thức chung nào cả. Có những người làm được cả startup lẫn corporate, có những người chỉ làm được startup và có những người chỉ làm được corporate. Thì cái đó là tùy với bản thân mình sẽ cần phải trải nghiệm. Còn tùy duyên nữa, tùy duyên của Huyền ở đây là thực ra khi mà chúng ta đi làm rồi, các bạn sẽ thấy là mình phải có một cái tâm thế mở là mình đón nhận cơ hội chứ. Hiện nay Huyền thấy có rất là nhiều bạn rất là trời ơi, mới ra trường mà kiểu bó hẹp lại sự lựa chọn của em là em chỉ thích MNC, em chỉ thích em thôi. Thực ra đó là mình tự giới hạn chính cái cơ hội của mình. Huyền luôn nói là thực ra khi mà các bạn ra trường, chiều đầu tiên các bạn cần phải biết là em cần biết là em muốn làm cái công việc tạo ra giá trị gì. Cái công việc đó nó có thể làm ở nhiều ngành khác nhau. Ví dụ Huyền nói là Huyền muốn làm phát triển, câu chuyện của Huyền đi, Huyền muốn làm phát triển con người. Thực ra cái ngành đầu tiên Huyền muốn tham là ngành giáo dục. Nhưng mà duyên nó không có tới, ngành giáo dục không có chọn mình. Tại mình học cử nhân thương mại chuyên ngành kế toán, không có một cái bằng sư phạm, không có một bằng thạc sĩ nào hết, không có cái trường nào nó chịu nhận mình hết. Thì duyên mình không tới. Vậy thì mình đi ra mình tìm một cái duyên khác là nhân sự. Mặc dù nói vui là dạy học sinh thì phải có bằng, chứ dạy người lớn thì không cần bằng. Là nhân sự cho phép mình để làm được cái thứ mà mình muốn làm với một cái chuyên môn khác. Đó là một cái nghề làm nhân sự, chứ không phải là nghề đi làm trong lĩnh vực giáo dục. Chính xác, tức là mình vẫn làm công tác phát triển con người và phát triển năng lực, nhưng mà nó nằm ở một cái nghề khác hẳn hoặc một cái ngành khác hẳn. Thì đó là mình phải biết là mình muốn tạo ra giá trị gì, mình muốn giải quyết vấn đề gì xung quanh mình. Sau đó mình nói ok, cái vấn đề này nó có thể nằm trong nghề nào, nó nằm trong cái ngành nào, cái cơ hội của mình trong cái ngành đó, thì cái ngành xong rồi biết là trong cái ngành đó có công ty đa quốc gia, công ty trong nước và công ty startup. Thì thực ra cái công ty mà các bạn đang nói nó lại là một cái bước rất cuối cùng, trong khi các bạn phải xác định đầu tiên là vấn đề mình muốn giải quyết, công việc giá trị mình muốn tạo ra là gì. Sau đó là tới ok với công việc giá trị đó thì mình mong muốn mình có thể làm những cái nghề nào giải quyết được giá trị đó, cái nghề đó làm được trong những cái ngành nào khác nhau. Vậy thì cái ngành đó có những công ty nào, đó là cái bước cuối cùng để các bạn cần phải lựa chọn. Sẽ có một cái sự lựa chọn mở hơn. Đúng rồi. Cái giá trị của bản thân như thế nào, và cái trách nhiệm, cái mong muốn của mình. Đúng rồi. Đã muốn được cái mong muốn đó thì mình phải có cái trách nhiệm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một phần rất là thú vị, rất mới mẻ trong format của series kỳ này. Đó là một mini game bật mí Gen Sao. Qua những câu hỏi và chia sẻ từ khách mời, các bạn sẽ biết thêm, hiểu sâu hơn về những điều mà khách mời chưa từng chia sẻ trước đó trên mạng xã hội, hoặc là những bí mật chưa từng được bật mí. Hôm nay Nhung sẽ hỏi Huyền 4 câu hỏi có liên quan đến những tính trạng trong kết quả báo cáo GPRO, giải pháp toàn diện mà Huyền đã đồng ý chia sẻ từ trước. Thì đối với lại những phần này á, khi mà mình chia sẻ ra, Huyền sẽ xem ha, những cái biểu hiện thực tế của mình từ trước đến giờ thì đâu đó có giống, hoặc là có phải là gen đã là cái căn nguyên bên trong của mình, cơ địa của mình đã thôi thúc mình để mình biểu hiện cái tính trạng, những cái ảnh hưởng này ra bên ngoài hay không. Vì không để mọi người chờ lâu, mình bắt đầu vào phần đầu tiên luôn nha. Ok. Rồi, câu hỏi đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đó là về phần âm nhạc. Thì chính xác là Huyền nghĩ là tiềm năng âm nhạc của mình là có hay là không? Có. Thật ra thì có thể chia sẻ là từ nhỏ, tức là từ đó thì mình thích làm những hoạt động liên quan đến âm nhạc. Thật ra Huyền tham gia đội văn nghệ từ mẫu giáo, tức là mẫu giáo là đã đi ca hát nhảy múa rồi, và mình rất là thích cái chuyện tham gia những hoạt động ca hát nhảy múa đó từ nhỏ. Và sau này thật ra khi Huyền có làm một cái bài test về multi intelligence, là đa trí thông minh, thì audio, tức là mình cái năng lực về nghe âm thanh, nhạy với âm thanh của mình thì cũng rất là cao. Và một trong những cái mà Huyền nhớ là ngày xưa thực ra khả năng nhớ của Huyền là nhớ bằng âm thanh, tức là ví dụ như để nhớ một dãy số
là mình sẽ đọc cái dãy số đó lên để mình nghe cái dãy số đó và mình lặp lại. Thì thực ra Huyền là Huyền nghĩ là về răng khiếu và âm thanh là chắc là có. Ví dụ bây giờ mình không những ca hát mà mình còn đi nhảy múa và nó vẫn là một cái sở thích của mình đến thời điểm này. Nhưng nghe được Huyền có chia sẻ hồi nãy là hồi nhỏ thì đi ngủ nhưng mà bây giờ lớn thì đi nhảy để ép năng bản thân. Đúng thì rồi. Chính xác á, như Huyền chia sẻ, Huyền là một người có tiềm năng âm nhạc khá là cao. Và nói chung luôn á, nếu mà nói được thì có thể nói Huyền là một con người của nghệ thuật. Vì bạn có cái biến thể về gen trên gen UGT8 á, cả hai cái bảo vệ, cả hai cái lợi thế luôn từ cái biến thể GG và AA. Thì để biết được có là bản thân của mình nha, nghe cũng được, sướng âm cũng được, bắt nốt cũng được, mình cảm âm rất là tốt. Và những cái gì mà liên quan đến cái hoạt động nghệ thuật á, giống như là ở trong máu của mình vậy. Mình là một người có cái máu nghệ thuật rất là năng động, rất là suôn sẻ về cái thành nghệ thuật âm nhạc này. Ok, thì cũng thật ra cũng có rất là nhiều người, tại vì ngày xưa cái thời điểm mà mình đi đi chọn trường đại học á, thật ra là cũng có rất là nhiều người nói là Huyền có vẻ có năng khiếu về nghệ thuật. Tại vì tham gia câu lạc là đội văn nghệ, chắc là các bạn đó, đội văn nghệ là từ mẫu giáo, là ca hát, nhảy múa, đóng kịch, đọc thơ, là làm hết, tức là toàn bộ những cái gì gọi là diễn kịch trên lên sân khấu là mình lên hết. Và thật ra đến cái thời điểm mà mình đi chọn trường á, thì lúc đó cũng suy nghĩ với mẹ ơi, hay là bây giờ không biết là mình có nên đi nghệ thuật hay không, đi theo hướng nghệ thuật. Thì đó, tại thời điểm đó thì có cái phần ảnh hưởng của bố mẹ, thì bố mẹ có nói là nếu mà đi làm nghề nghệ thuật thì tuổi đời ngắn lắm con, thôi mình hoàn cảnh gia đình này kia thì mình nên tìm cái nghề nào mà nó bền một chút xíu. Thế là cuối cùng là chọn đi theo kinh tế, nhưng mà mình vẫn giữ cái thật ra đến bây giờ mọi người vẫn bảo tới Huyền có Huyền rất là nghệ sĩ. Rồi cái tính mình cũng rất là nghệ thuật. Và mình giữ cái đó, nó trở thành Huyền nghĩ là tuy mình không đi theo con đường nghệ thuật, nhưng mà những cái như là những cái thế mạnh đó, nó vẫn luôn luôn là một cái gì đó, nó giúp cho mình củng cố không những trong đời sống mà cả công việc. Thật ra Huyền vẫn một trong những cái việc khiến cho Huyền rất dễ làm quen với một môi trường mới, hay là kiểu mọi người sẽ biết mình hơn trong một công ty mới, là mình cứ tham gia văn nghệ thôi. Là người ta sẽ biết mình, mà mình cũng rất là dễ dàng tham gia các hoạt động của công ty. Và bản thân của mình cũng rất là thích nữa. Em có thể là get along well với mọi người. Đúng rồi. Thì đó là cái vấn đề đầu tiên về cái âm nhạc của bản thân. Cái thứ hai thì mình nói một xíu về những cái thể dục thể thao, tiềm năng thể chất của bản thân mình đi. Thì Huyền có nghĩ bản thân của Huyền là một con người có động lực tự thân, mình có thích thể thao hay không? Không. Không. Không hề. Không hề. Thật ra mọi người sẽ thấy Huyền khá là ốm, mọi người sẽ bị gọi là ốm yếu á, gọi là thân cò rồi mấy con người gầy. Thì thật ra Huyền vẫn luôn nghĩ Huyền thể chất yếu nha. Huyền suy hồi nhỏ là luôn luôn hay bị khá là bị suy dinh dưỡng á. Và tức là, nhưng mà đặc biệt là môn thể dục thể thao, môn thể dục trong đi học thì luôn được điểm cao. Tại vì làm kỹ thuật động tác tốt, thì Huyền nghĩ là Huyền có khả năng bắt chước để làm kỹ thuật động tác tốt. Đến năm lớp 7 tự nhiên có một thầy về thể dục ở trường trung học cơ sở, thầy nói là Huyền em quá ốm, em đi học mấy môn này cho thầy. Cái mặt mình ngơi ra cái hả, ủa ốm yếu rồi sao còn bắt đi học. Ốm sao thế nào. Thật ra từ năm lớp 7, bởi vì thầy tự nhiên thầy bắt đi, mới bắt đầu đi học chơi cầu mây cầu lưới, xong tự nhiên cái năm đó là mình chơi một lúc rất nhiều môn và mình cũng nghiêm túc đi theo thầy luôn. Không biết hồi đó sợ thầy lắm, con quan trò giỏi mà thầy nói gì là phải đi, thầy đó bắt buộc là phải đi học nên là đi học. Thì thực ra đó là năm lớp 7 thì mới bắt đầu thực sự chơi một vài môn thể thao một cách đàng hoàng. Còn trước đó thì vẫn luôn nghĩ là mình yếu. Đến bây giờ thì vẫn tự tin là mình có thể làm kỹ thuật tốt, nhưng mà sức bền thì chưa chắc. Sức bền thì chưa chắc. Dẫn thấy mình rất yếu, tại vì dẫn thấy mình ốm yếu quá. Rồi cái mà thấy mình ốm yếu như vậy, khi mà mình làm cái sức bền ấy, mình có bao giờ gặp những cái tình trạng như là hụt hơi, đuối sức, bị ngợp trước mọi người không? Không. Không, không bị tình trạng đó. Tức là mình nghĩ là như vậy, nhưng mà tới khi mà mình hành động thì mình lại không có. Tức là mình thì không có chơi, tại vì mình cũng không có chơi thể thao hẳn. Nhưng mà mình tại là gọi là sức bền của mình trong công việc thì mình thấy mình cũng lì dữ lắm. Tức là mình có thể làm công việc, thậm chí là làm có những lúc mà những hồi mà còn hăng máu mới ra trường làm, thậm chí là làm liên tục không ngủ 1-2 ngày luôn. Vẫn có thể có cái sức mình kéo thì được ok. Nhưng mà đừng thấy hay bệnh cho nên là mình nghĩ là mình thể chất yếu. Nhưng mà mình lại nghĩ mình thể chất yếu đúng không? Rồi như vậy thì tính ra hiện tại thì ngoài cái việc là đi nhảy nè, đó là một cái hoạt động thể chất rất là thường xuyên. Như Huyền có nói thì Huyền có đang tập một môn thể dục thể thao nào không? Thực ra môn thì cũng không phải là môn, nhưng mà thực ra
Huyền nghĩ là 3-4-5 năm trở lần đây thì Huyền cái tần suất là đi khám sức khỏe thì luôn luôn tự tin là một tuần em sẽ có đến 5-7 tiếng hoạt động thể chất, tại vì đi nhảy của Huyền không đã là 4-5 tiếng rồi, thì Huyền sẽ luôn luôn có 1 tiếng hoặc là làm gọi là strength exercise, những bài tập cơ, hoặc là Huyền tập yoga, hoặc không thì nếu như mà lúc nào mà mình có đăng ký gym thì mình sẽ tập những cái lớp như là body combat hay là zumba, thì nói chung là sẽ luôn luôn có những cái hoạt động đó liên tục. Rồi và cái câu chuyện là mình ăn mỗi ngày thì mình tập mỗi ngày, mà cái việc mà Huyền tập một tuần á, là như Huyền nói từ 5-7 tiếng là rất là tốt, vì theo những cái ghi nhận được 150 phút hoặc là 300 phút trong một tuần sẽ giúp cho mình giảm đi những cái nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, và cũng như là cải thiện cái phần thể chất của mình được nhiều hơn. Thì ở đây ha, thực tế Huyền nghĩ là mình không có cái tiềm năng về sức bền, nhưng mà từ sau trong gen bạn lại có một cái tiềm năng về sức bền. Mình sẽ có một cái sự bền bỉ hơn, kiểu như khi mà mình tập luyện đó. Nhưng hỏi là tại sao mình có bị hụt hơi, mình bị mệt hay không, là cái quá trình tạo cái mạch máu mới của bạn từ cái gen tạo mạch máu VEFA rất là tốt, để giúp cho mình có thể nhận được oxy tốt hơn, và cái sự đó làm cho mình cái sức bền nhiều hơn. Và có một cái mà Huyền nói được á, là Huyền tập từ rất là nhỏ rồi, những cái ngày mình mẫu giáo cho đến khi mình đi lên đại học vẫn xem là có nên đi theo con đường nghệ thuật hay không. Cho tới bây giờ mình lại vẫn còn tham gia những cái lớp nhảy, nó là một cái hoạt động thể xuất cực kỳ thường xuyên. Và cái điều thường xuyên trong việc tập luyện là một cái điều mà mọi người nên nhấn mạnh, vì đó sẽ giúp cho các bạn phát triển, hoặc là đơn giản hơn nữa là bảo vệ cái sức khỏe thể chất của mình một cách toàn diện nhất như Huyền nói. Bây giờ có thể mình biết thêm là mình thực sự là mình bền bỉ nha. Mình cũng không yếu lắm đúng không? Chỉ là mình hạt xương mai, mignon, gọi là cái vẻ ngoài của mình chung với lại cái mặt bằng chung của mọi người thôi, nhưng mà mình vẫn là một cái tiếp người nhỏ nhỏ nhưng mà có vỏ, rất là bền bỉ. Thật ra mình nghĩ là cái này cũng khá là thú vị, tại vì ngày xưa bởi vì mọi người nhìn mình ốm yếu nên mọi người cũng hay nói, tức là mọi người cũng nói là bé Mon này nhìn nó cứ ốm nhách. Và không biết có phải hay không, nó sẽ hình thành một cái việc là mình thực sự mình cũng nghĩ là mình ốm yếu. Cho nên là khi mà mọi người bảo là đi thi thể dục thể thao, thực ra ngày xưa kêu đi thi văn nghệ thì sẽ sung phong, nhưng mà kêu đi tham gia thể dục thể thao là tự nhiên sẽ bảo là em ốm yếu, không thấy ngại luôn, này không phải dành cho mình, tự nhiên là không biết là nó là bởi vì mình nghe và mình mọi tin người cứ nói mình xong sẽ rồi tìm. Mình nói là cái này không phải dành cho mình, là mình bỏ qua luôn. Và Huyền nghĩ là một trong những cái mà Huyền bây giờ luôn luôn chia sẻ với các bạn về giới hạn niềm tin á, tức là khi mà mình tin vào một cái gì đó nó tự nhiên mình tự giới hạn bản thân mình này lại, thì cũng là một điểm khá là thú vị. Và câu hỏi tiếp theo nha, câu hỏi thứ ba, Huyền có nghĩ bản thân của mình là một người có kỷ luật từ trong gen không bạn? Câu này khó nha, không chắc. 50-50. Lý do là nói sao ta, tại vì thực ra cái bệnh trì hoãn, cái bệnh của tuổi trẻ bây giờ mình cũng thấy mình có, tức là nếu hỏi bây giờ mình có là một người kỷ luật không thì bây giờ Huyền tự tin Huyền là một người rất kỷ luật. Nhưng mà Huyền thì Huyền nghĩ là đó nó là do rất là nhiều những cái sự rèn luyện mà thành. Chứ còn nhớ ngày nhỏ thì kiểu cũng rất là hay, kiểu bảo hôm bi sẽ làm cái này nhưng mà cuối cùng mình không làm. Nhưng mà lại là một con ngoan trò giỏi đó, cháu ngoan Bắc Hồ, con ngoan trò giỏi, tức là đã được nói, tức là đã bố mẹ hay là bảo này thì mình sẽ không bao giờ mình cãi, hoặc là mình sẽ luôn làm theo cái luật định đi ra trước. Thì đó là lý do vì sao mình nói là mình cũng không chắc là nó có hay không có, tại vì mình thấy có cái này cái kia. Nhưng mà bây giờ thì cách mà mình, bởi vì đối với mình thì kỷ luật là một trong những cái tố chất, không phải tố chất, đó là một cái thói quen và một cái điều kiện căn bản để mà mình có thể làm được nhiều thứ cùng một lúc như Huyền đang làm bây giờ. Cho nên thì Huyền nói bây giờ mình là một người có tính kỷ luật không thì nó có, nhưng mà trong gen hay không thì không chắc. Rồi thì để làm rõ hơn về cái vấn đề này á Huyền, thì thực tế nha, kỷ luật mình sẽ xét trên rất là nhiều phương diện. Ví dụ như có đúng giờ hay không, có phải là một người nguyên tắc hay không, hay là một người kiên cường theo đuổi những cái hoạch định mục tiêu của mình hay không. Thì ở đây ở Huyền ha, có một cái rất là đặc biệt, bạn có một cái gen gọi là la bàn đạo đức. Với cái kết quả gen GGSLC6A4 thì bạn nói là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Mình rất là tuân thủ theo những cái quy tắc, những cái kỳ vọng, những cái mà bố mẹ đặt ra cho mình về cái nội quy mình phải làm. Huyền vào một cái môi trường nào đó, một cái quy chuẩn đạo đức, một cái quy tắc là Huyền là một con người tuân theo nhất đối với công việc đó. Thì cái kỷ luật của bạn thể hiện nhiều hơn cái câu chuyện này. Và bạn thấy được là từ nhỏ đi là mình đã có
bố mẹ nói sao mình làm vậy. Và cái la bàn đạo đức này nó cũng có một cái khá là hay đối với lại cái tính chất công việc của Huyền bây giờ. Đó là mình có tiếp xúc với các bạn nhân sự, mình truyền lửa như thế nào đó, nhưng mà mình vẫn sẽ có một cái để mà mình biết được cái bản thân của mình, cái giới hạn là ở đâu. Mình nói được cái gì, mình làm được cái gì, và mình sẽ chia sẻ những cái thông tin theo đúng như là cái bạn biết, những cái thông tin đúng theo cái chia sẻ của bạn, đó là cái mà bạn mong muốn để bạn truyền đạt được tốt nhất. Thì đó là về cái kỷ luật của Huyền mà Nhung thấy được rất là nổi rõ, khác biệt so với mọi người là mình có một cái chuẩn mực của bản thân mình, một cái kim chỉ nam về cái đạo đức. Nghĩa là mình không bao giờ mình ra khỏi cái tập quy đó. Wow, có mã gen của la bàn đạo đức, rất là thú vị. Thì mình thấy cái bản thân của mình khi mà chiêm nghiệm lại thì có phải là thật sự là cái này cái phần kỷ luật của bản thân mình không? Nếu mà tại vì thực ra ở khi trong môi trường đi làm thì mình gọi một cái là ethics, là Huyền mới làm có hai công ty thôi, nhưng mà cả hai công ty của Huyền đều có một cái tính gọi là liêm chính hay là la bàn đạo đức đó. Cái mức độ đạo đức và liêm chính của công ty thì rất là cao. Và Huyền nghĩ là nếu mà quay lại thì đúng là mình là một người tức là do the right thing á, tức là mình sẽ luôn luôn làm những điều mà mình tin nó là đúng. Tại vì là đạo đức ethics trong doanh nghiệp thì nó là ethics, nghĩa là bạn làm điều đúng ngay cả khi không có người giám sát bạn. Thì Huyền cảm thấy cái câu này rất là đúng, mà nếu như nhìn lại mình là đúng, mình nếu hỏi lại mình là mình rất tự tin là mình là làm cái ethics, và tất cả những gì mình làm mình có một cái lý do và mình tin điều đó là điều đúng đắn nên làm. Không cần ai phải giám sát bạn hết. Tự bản thân bạn biết là những cái chuẩn mực mình phải làm theo và mình sẽ cứ đi theo thôi. Và cái này một cái là nhìn vào bạn nè. Rồi, cái cô này là không cần phải giám sát nha. Lúc nào cũng sẽ nhìn và làm theo những cái điều đúng đắn thôi. Rồi, câu cuối cùng nha. Ở đây á, là mọi người sẽ lúc nào khi mà mình đi làm thì chắc chắn không thể nào mà mình vượt qua được những lúc mà up and down, thì sẽ có những cái lúc áp lực hoặc là căng thẳng đè nặng trên đôi vai mình. Thì lúc này đây Huyền có nghĩ bản thân của Huyền ha, là làm việc tốt với áp lực hay là mình có thể chống chọi được tốt với lại cái căng thẳng từ công việc không? Huyền nghĩ là Huyền làm việc dưới áp lực rất là ok. Thì một phần là nó cũng thể hiện qua công việc của mình làm rất là ổn. Mà thật ra Huyền trong một lúc, từ lúc mà đi làm tới giờ không bao giờ Huyền làm một công việc. Thậm chí trong cái công việc sự nghiệp chính của mình thì mình cũng gọi là double head hoặc là triple head. Tức là cùng một lúc mình sẽ đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau. Thì Huyền nghĩ là nó sẽ có không những là áp lực của một loại hình công việc mà nó là áp lực của deadline của nhiều cái công việc liên quan tới nhau nữa, thì mình vẫn cảm thấy mình làm rất là ok. Có một cái điểm khá là hay ở trong cái kết quả báo cáo của Huyền ấy, là đúng là có những cái áp lực thì sẽ là cái động lực, cái bước đẩy nền tảng để Huyền làm cái công việc đó tốt hơn, để thành công tốt hơn. Thì giống như là một cái động lực thúc đẩy cho bản thân của Huyền vậy. Những cái deadline theo một cái hướng tích cực để giúp cho Huyền tốt hơn, Huyền xây dựng bản thân của mình tốt hơn. Thì đó là cái gen chiến binh, biến căng thẳng thành động lực. Và đối với lại những người như mình ha, là mình sẽ thấy mọi cái việc mình nhìn những cái áp lực, những cái màu không tốt, những cái gọi là chưa phải là cái điểm tích cực ở trong cái công việc của mình đó, là cái mà bản thân của mình có thể cải thiện. Là giống như bạn nói, bạn là một người vô tư, và bây giờ bạn lại nhìn những cái trở ngại của mình thành cái động lực để bạn bước lên nữa, thì đó sẽ là cái mà có thể đâu đó giải thích một phần nào đó đây là người trẻ tuổi 30 tuổi mà có cái ảnh hưởng rất là lớn đối với lại khu vực Việt Nam của mình, và đặc biệt đối với các bạn trẻ. Đó, mình vượt qua được cái căng thẳng của mình. Ok, khá là hay ha. Cái phần stress này thì thật ra cái đó là cái Huyền luôn tự nói với các bạn này. Không biết là mình có gen đó, không biết là tại vì nói là mình nói hay không, nhưng mà thực ra trong cái quá trình học đi làm mà lớn lên thì mình nói là chắc chắn là người ta nói là không có áp lực thì không có kim cương, là vậy. Thì cái quan trọng là Huyền luôn nghĩ là áp lực nó là điều kiện cần để mà khiến cho chúng ta có thể trưởng thành. Thì quay này hồi nãy lúc đầu Huyền có nói là lớn lên và trưởng thành là một quá trình đau đớn. Và cái đau đớn nó đến từ áp lực. Mình sẽ không bao giờ mình trưởng thành hơn, mình tốt hơn, mình trở thành một phiên bản tốt hơn của mình nếu như mình không đối đầu được với áp lực, mình không vượt qua được áp lực. Vậy thì khi mà mình gặp khó khăn trong cuộc sống thì thay vì nghĩ nó là kiểu mình thật là kém may mắn rồi mình thật là xui xẻo, ABC, thật ra đây là những điều mà cuộc đời dành cho mình để giúp cho mình trưởng thành hơn, để giúp cho mình lớn hơn. Nhưng mà ngày xưa lúc mà mình đi làm thì mình nói cho sao mình xui dữ vậy. Trong 3 năm đầu tiên đi làm của Huyền, thật ra trong Huyền tham gia một chương trình gọi là nhà lãnh đạo tương lai của một tập đoàn đa quốc gia,
thì nó có một cái chương trình phát triển là trong 3 năm để phát triển mình lên có thể đảm nhiệm được một cái vị trí tương đương với một người phải đi làm 5-7 năm kinh nghiệm rồi thì mới đảm nhiệm được. Thì trong 3 năm đó thực ra là Huyền có một lần một công việc mà Huyền nhận trong vòng 1 năm là có 1 năm thôi mà bao nhiêu biến cố, tức là những cái sự biến động trong cái công việc đó là mình phải giải quyết những cái thách thức mà mình hỏi ra những cái sự vụ này nó có đã từng xảy ra chưa. Thì mọi người trời 3-4 năm trời không bao giờ nó xảy ra hết. Mình vô có 1 năm mình hứng, trời ơi hứng quá trời luôn. Thì tại thời điểm đó mình nếu như mà mình nghĩ là trời tại sao mình xui quá, mình vô mình làm có 1 năm mà mình hứng hết. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại, bây giờ thật sự rất là may, bởi vì chỉ trong 1 năm mình có thể trải nghiệm, mình chịu được cái áp lực cũng như là mình có cơ hội giải quyết những vấn đề mà một người bình thường đi làm phải 3-4 năm người ta mới nhận được. Đó là lý do vì sao mà mình có thể có nhiều trải nghiệm hơn, mình phát triển cái kỹ năng của mình hơn. Và có một cái câu cho Mô Hiền có nói là không thể nào có thuyền trưởng giỏi nếu như sống yên biển lặng. Thuyền trưởng giỏi là những người phải vượt qua được những cái cơn bão rồi thì người ta mới có cái tay nghề. Nên chị Huyền nghĩ là cái phần dù cho những bạn nào mà đang không có cái gen, mình có nghĩ là mình được rèn luyện không, ok, mình cũng cảm ơn ba mẹ sinh ra có gen trong đó. Nhưng mà nếu như những bạn nào mà vô tình sau này các bạn mà có làm những bài test mà các bạn không có cái gen này thì Huyền chắc chắn là mình hoàn toàn có thể rèn luyện cái tư duy của mình trong cái việc là mình biến áp lực thành động lực. Mà mình cũng đã có rồi thì một cái nào đó mình phát huy thêm. Và giống như Huyền đã nói là bây giờ mình nhìn mọi cái đó theo một cái hướng rất là tích cực. Rồi thì cứ tới đi, tôi cười rồi tôi lại tập trung tôi giải quyết vấn đề. Bao nhiêu thì cứ tới đây với tôi vượt qua hết. Cái hướng như vậy. Và có một cái cuối cùng nữa thì đây không phải là câu hỏi, nhưng mà là một cái Huyền chia sẻ nhiều hơn với mọi người. Vì thực tế bây giờ thì nghe nói tới lại những cái hình thức thông minh thì có rất là nhiều cái hình thức thông minh, ví dụ như trí tuệ thông minh, toán học, ngôn ngữ, âm nhạc. Nhưng mọi người thì thường hay nhấn vào một cái vấn đề đó là cái trí tuệ cảm xúc, EQ. Và cái này nói là thành công rất là nhiều, cái ảnh hưởng được rất là nhiều. Thì Huyền đã làm qua cái kết quả báo cáo G&Tell về tiềm năng của bản thân của mình một phần ấy, thì Huyền có thể chia sẻ thêm cái thông tin này với các bạn, cũng như là có những cái lời nhắn nhủ gì với các bạn, và đặc biệt là các bạn giới trẻ ngày hôm nay. Thì nếu như mà nói giữa, người ta nói là bây giờ là cái những người gọi là lãnh đạo thì các bạn hay thích nghe từ lãnh đạo đi, nhưng mà để tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình thì IQ quan trọng hay EQ quan trọng? Nếu như bạn làm những công việc chuyên môn, gọi là kỹ thuật mang tính nghiệp vụ cao, đúng không, thì có thể IQ sẽ là một trong những yếu tố rất là quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên nếu như mà bạn làm trong những lĩnh vực liên quan đến tương tác hoặc là cần phải phối hợp, và đặc biệt là lên làm các quan vai trò quản lý lãnh đạo, thì EQ sẽ càng ngày càng trở thành một cái tiêu chí được sử dụng nhiều hơn. Bởi vì hiện nay cũng quay lại như nhìn lại chúng ta, nhìn những Gen Z, các bạn không chỉ đi theo một người lãnh đạo rất giỏi, mà bạn đi theo một người lãnh đạo giỏi và bạn cảm thấy người ta hiểu mình và người ta hỗ trợ, người ta phát triển bản thân mình. Chứ lãnh đạo giỏi mà giỏi có mình lãnh đạo thì các bạn cũng bỏ lãnh đạo các bạn đi thôi. Cho nên thực ra EQ nó trở thành một trong những cái chủ đề càng ngày càng quan trọng và rất là được ưu tiên trong những cái tiêu chí tuyển dụng hoặc là tiêu chí phát triển và tìm ra những người lãnh đạo tương lai. Bản thân Huyền thì thực ra mọi người, mình thì mình vẫn luôn tin, trước khi làm bài test thì mình vẫn tin là mình có năng lực EQ cao hơn IQ chút xíu, tại mình cũng không nghĩ là mình quá thông minh. Trước giờ đi học không bao giờ là nhất lớp được hết, ráng lắm thì lên được top 10, top 15, top 3, không bao giờ được nhất lớp. Nên mình tự tin là IQ mình tầm trung bình, có thể chúng mình cao hơn một tí. Nhưng mà mọi người xuân xuân cảm thấy là Huyền rất là dễ, tức là mọi người sẽ cảm thấy là thích nói chuyện với mình nè. Hoặc là trong một nhóm thì mọi người cảm thấy là Huyền có thể kết bạn được với nhiều người, hoặc là giải quyết được, tức là làm hòa giải viên á. Không biết là các bạn hay là ai mà cãi lộn mà mình sẽ đáng mình đến mình làm hòa giải, người hòa giải ra này kia, thì mình vẫn nghĩ là mình sẽ có một chút xíu gì đó năng khiếu về cái EQ nhiều hơn. Và khi mà nhận được kết quả của G&Tell thì thực sự nó cũng khẳng định hơn là EQ của mình được điểm cao nhất, mà được là 7.5 trên 10, trong khi những cái khác thì cũng tầm khoảng 6 này kia hoặc là thấp hơn thôi. Thì mình thấy là cũng may mắn, lại cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con có gen này. Và thực tế đó là đúng như Huyền nói, là cái điều quan trọng là cả EQ và cả cái EQ đều rất là cần thiết để cho một người lãnh đạo có tâm, có tầm, có thể quyết định được nhân viên này có năng lực như thế nào, và nhân viên này sẽ thích hợp để mà mình đối xử ra sao để có thể thúc đẩy và phát triển các bạn cùng tiến lên. Thì lúc này mình không còn là một người boss nữa, mà mình là một nhà leader. Leader giỏi, các bạn cũng giỏi theo. Không phải mỗi một mình bản thân của mình, mà cả một team, một đội nhóm, một cộng đồng giỏi theo mình. Thì đó là cái điều quan trọng đối với cái câu chuyện EQ ngày hôm nay. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ
nhiệt tình, đầy nhiệt huyết của Huyền đối với lại các bạn cũng như là đặc biệt là giới trẻ trong ngày hôm nay. Thì vì thời lượng của chương trình cũng có hạn nên có thể cho là cho Nhung muốn hỏi thêm Huyền có những cái chia sẻ hoặc những cái cảm nhận gì về Rẽ Mã Gen hoặc là những cái lời nhắn nhủ với mọi người trước khi kết thúc chương trình không? Thật ra tôi nghĩ là cái trải nghiệm giải mã gen của Genetica là một trải nghiệm khá là thú vị, rất là hóng để mà mình được coi cái bản báo cáo đầy đủ về cả những cái về thể chất rồi dinh dưỡng và sức khỏe của mình tiềm năng như thế nào. Thì đối với tất cả các bạn trẻ thì như nãy giờ chị chia sẻ ha, việc đầu tiên quan trọng nhất trong việc phát triển bản thân là mình phải biết mình. Chị hay nói đùa vui là các bạn, nếu như mà các bạn muốn đi gọi là tán một ai đó, tán tỉnh á, đó ra thì các bạn có thể dành bao nhiêu thời gian để tìm hiểu về người crush của mình. Nhưng mà các bạn là bây giờ mình tìm hiểu, mình dành bao nhiêu thời gian để mình hiểu về mình và mình đầu tư bao nhiêu vào bản thân mình để thực sự mình hiểu về mình thì lại rất là ít. Vậy thì chuyện đầu tiên khi mà mình làm bất kỳ chuyện gì, bởi vì để mình đưa ra được những cái sự lựa chọn trong cuộc sống của mình đảm bảo là nó bớt sai hoặc nó ít sai nhất và sau này mình đỡ hối tiếc nhất, thì chuyện đầu tiên là chúng ta phải hiểu mình trước. Và có rất là nhiều cách để các bạn bắt đầu hiểu mình. Mình có thể bắt đầu từ những cái công cụ nó dễ dàng tiếp cận hơn, có thể trên trực tuyến và thậm chí là miễn phí. Sau đó nếu mà mình có điều kiện thì mình bắt đầu sử dụng những cái công cụ cao cấp hơn, mang tính khoa học hơn. Ví dụ thực sự là bản thân chị thì từ những ngày rất nhỏ, tức là từ cấp 3 là bắt đầu đi coi bói nè, xong rồi đi làm các bài test tính cách free nè, làm hầu như đến thì chị nghĩ là chị đã làm gần như tất cả những bài test tính cách phổ biến trên thị trường đã làm hết. Này nó thần số học là cũng coi luôn rồi. Và Enneagram rồi Trendfinder là những bài bắt đầu có trả phí là cao cấp hơn, rồi xin trắc rối vân tay, hay là hôm nay thì được trải nghiệm thêm cả Genetica. Thì mình thấy là thật sự cái việc là mình làm những cái công cụ, mình sử dụng những cái công cụ này nó hỗ trợ rất nhiều cho mình trong việc là mình nhìn nhận lại bản thân. Thực ra đối với bản thân Huyền thì Huyền không có cơ hội để sử dụng nó để mà lên kế hoạch phát triển bản thân, mà nó cho mình là mình nhìn nhận lại để mình tiếp tục mình tự tin hơn. Còn nếu như các bạn còn trẻ và các bạn đã biết được tới những công cụ này thì hãy cố gắng tận dụng nó để thực sự là không chỉ là chiêm nghiệm mà còn sử dụng nó để lên kế hoạch tương lai cho mình nữa ha. Cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai á là chị rất là có một niềm tin vào là ai cũng là tài năng. Chúng ta sinh ra mỗi chúng ta đều là một tài năng, và tài năng của chúng ta mỗi người có một cái đặc điểm rất là riêng. Nếu mà các bạn nào gọi là fan của chị Huyền ở dưới thì cũng không cần nghĩa là em muốn một ngày nào đó trở thành người như chị Huyền, không cần. Em có thể mơ ước là một ngày nào đó em có thể tạo ra được những tác động tích cực, mang lại những cái điều có giá trị như chị Huyền, nhưng cách em làm chuyện đó và cách em sẽ làm nó thông qua cái cách nhảy của em, nhìn nó là đã vui bước với cái bước nhảy và chất riêng của mình, hoàn toàn không cần phải giống chị hay bất kỳ một người idol nào mà em đang gọi là nhìn tới họ ha. Mình quan trọng nhất của chúng ta luôn luôn là chúng ta tạo ra được giá trị, và cái thứ hai là làm sao chúng ta phát triển dựa trên những cái năng khiếu tố chất tiềm năng của mình. Và để mà mình phát triển dựa trên nó được thì đầu tiên mình phải tìm hiểu và mình nhận ra được đâu là tố chất của mình. Đừng bao giờ đem cái yếu của mình so với cái mạnh của người khác để rồi tự buồn, tự pressure, tự áp lực, xong tự cảm thấy mình thất bại và tự tạo ra một cái giới hạn niềm tin cho bản thân mình. Và một trong những cái điều mà chị tin là người Việt Nam của mình từ trước tới giờ luôn được coi là cần cù, thông minh, chăm chỉ. Vậy thì lý do tại sao tài năng Việt Nam của mình vẫn chưa phải là một tài năng đắt giá trên thị trường lao động trong nước và quốc tế, chắc chắn nó sẽ đến từ cái phần giới hạn niềm tin của mình, việc mình có đang phát triển dựa trên điểm mạnh của mình hay không, và cái việc đó là mình định hướng bản thân dựa trên những gì mình có và những gì mình muốn. Đó là ba điều mà chị rất hy vọng các bạn hãy tự suy nghĩ thêm để mà làm thế nào chúng ta càng ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn và hướng tới một tương lai là tất cả chúng ta đều có thể vui bước trên chính cái vũ điệu cuộc đời của mình nhé. Rất là cảm ơn Huyền. Và cái chia sẻ, cái thông điệp của Huyền á, có thể cũng là những cái điều mà Genetica trong chương trình Hiểu Mình, Hiểu Nghề ngày hôm nay muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ. Các bạn hiểu rõ bản thân của mình, biết được những cái điểm mạnh để mình có thể khai phá, hoặc là những cái điểm chưa phải là lợi thế thì mình cải thiện thêm, mình lưu ý thêm, để như thế nào đó mình xây dựng cái quá trình cá nhân hóa cho bản thân của mình. Mình phát triển cả về sức mạnh thể chất lẫn sức mạnh tinh thần, mình thành cái phiên bản tốt nhất cho mình và mình đem lại giá trị cho bản thân, cho cuộc đời. Rất là cảm ơn Huyền vì đã đồng hành và những chia sẻ vô cùng hữu ích với lại Genetica và các bạn trẻ trong ngày hôm nay. Vì thời lượng chương trình cũng đã hết, xin phép là hẹn gặp lại và xin chào các bạn trong các tập tiếp theo nha.